Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chiếc kẹp tóc như thế này. Để móc được chiếc kẹp tóc này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như trên màn hình. Bây giờ, các bạn hãy cùng mình thực hiện nha. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu vàng. Sau đó, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo đó, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục, các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Các bạn lưu ý là khi mình móc mũi móc đơn thì các bạn sẽ móc lỏng tay ra ha. Tiếp tục, các bạn sẽ cầm cái sợi len của cái vòng tròn ma thuật này, các bạn sẽ kéo siết lại. Tiếp đó, các bạn sẽ kéo cái len này dài ra. Các bạn sẽ cắt chừa cho mình khoảng tầm 8 cm. Tiếp tục, các bạn sẽ lấy cho mình kim khâu len và mình sẽ luồn cái đoạn len chúng ta vừa cắt qua cái kim khâu len này. Tiếp theo đó, các bạn sẽ đâm kim vào hai bên chân của cái mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này, cái chân móc đơn đầu tiên, các bạn sẽ đâm xuyên qua. Tiếp tục, các bạn sẽ đâm kim vào giữa cái mũi móc đơn thứ năm này. Đây là cái mũi móc đơn thứ năm, các bạn sẽ đâm kim vào giữa hai cái tép chân của cái mũi móc đơn thứ năm. Đây, mũi móc đơn thứ năm. Rồi các bạn sẽ kéo nó hơi siết lại một tí xíu. Các bạn đừng kéo tay quá chặt nha. Rồi, đây các bạn sẽ tháo cái kim này ra và mình sẽ dùng hai cái sợi len này, các bạn sẽ buộc nó lại với nhau. Mình sẽ buộc hơi lỏng tay thôi, các bạn đừng có siết tay quá ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mà chúng ta vừa tạo hình được nè. Đây. Lúc nãy chúng ta may á, nó sẽ tạo ra được một cái chân giống như là những cái chân móc đơn khác á. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân này. Đây là cái chân đầu tiên nè. Đây là cái chân chúng ta vừa may xong nè. Các bạn sẽ đâm kim vào đây. Cái chân này nó sẽ ở giữa cái chân móc đơn đầu tiên và cái chân móc đơn thứ năm. Đây là cái chân chúng ta vừa may xong này. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào đây. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu khác mà các bạn chọn. Ở đây thì mình sẽ chọn len màu hồng. Tiếp đó thì các bạn sẽ luồn cái len màu hồng này qua. Các bạn sẽ kéo nó qua. Những cái đoạn len thừa này các bạn sẽ móc dấu kèm trong cái quá trình mình móc. Mình sẽ bỏ nó qua một bên. Rồi, tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ móc tổng cộng là 6 cánh hoa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cánh hoa đầu tiên. Sau đó cánh hoa thứ hai đến cánh hoa thứ sáu thì cách móc sẽ giống như cánh hoa đầu tiên. Để móc lên cánh hoa đầu tiên, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó ở cái chân chúng ta vừa luồn len qua, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Và móc cho mình lấy cho mình 3 lần len. Các bạn sẽ lấy cho mình lần len đầu tiên, các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây, sau đó đâm kim vào cái chân đầu tiên, cái chân này, cái chân chúng ta vừa tạo ở đây mình sẽ quy định là cái chân đầu tiên của cánh hoa, tại vì ở cái chân này chúng ta sẽ móc cánh hoa đầu tiên nên bây giờ mình sẽ đổi nó thành là đây sẽ là cái chân đầu tiên ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây, sau đó các bạn sẽ đâm kim vào cùng một cái chân đầu tiên và kéo lên. Vậy là mình đã lấy xong lần len thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ hai. Các bạn lấy cho mình một vòng dây,
sau đó đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó kéo lên lên. Mình đã lấy xong lần len thứ hai, mình sẽ tiếp tục lấy tiếp lần len thứ ba. Các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây, sau đó đâm kim vào chân đầu tiên và kéo lên lên. Vậy là mình đã lấy xong tổng cộng là 3 lần len. Các bạn tiếp tục lấy cho mình một vòng dây nữa và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Tiếp theo đó, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên này. Và móc cho mình một mũi dời. Vậy là mình đã móc xong cánh hoa đầu tiên. Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hồi nãy thì chúng ta đã móc 5 mũi móc đơn và một cái chân chúng ta vừa tạo ở đây nữa, là chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chân. Chúng ta vừa móc xong một cái cánh đầu tiên ở cái chân đầu tiên rồi, thì bây giờ các bạn sẽ còn 5 cái chân móc như thế này. Thì ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một cánh hoa. Mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách móc cánh hoa đầu tiên. Tiếp theo đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ hai thì cách móc sẽ giống như cánh hoa đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ hai là chân kế tiếp này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào chân thứ hai và móc cho mình 3 lần len. Các bạn lấy một vòng dây, sau đó đâm kim vào chân thứ hai, sau đó kéo lên lên. Mình sẽ tiếp tục lấy lần len thứ hai. Các bạn lấy một vòng dây, sau đó đâm kim vào chân thứ hai, sau đó kéo lên lên. Tiếp tục, mình sẽ lấy tiếp lần len thứ ba. Các bạn lấy cho mình một vòng dây, sau đó đâm kim vào chân thứ hai và kéo lên lên. Sau khi các bạn lấy đủ 3 lần len, các bạn sẽ lấy một vòng dây và kéo len qua hết tất cả các vòng dây ở trên kim. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào cùng một cái chân thứ hai này và móc cho mình một mũi dời. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc cánh hoa thứ hai. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cánh hoa thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ ba là cái chân kế tiếp này. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào cùng một cái chân thứ ba này và lấy cho mình 3 lần len. Lần len thứ nhất, lần len thứ hai, lần len thứ ba. Sau đó mình lại lấy một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Tiếp tục mình sẽ móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Rồi mình lại đâm kim vào cùng một cái chân thứ ba này và móc một mũi dời. Vậy là mình đã móc xong cái cánh hoa thứ ba, cánh hoa thứ tư, cánh hoa thứ năm và cánh hoa thứ sáu. Cách móc sẽ giống như cái cánh hoa thứ hai và cánh hoa thứ ba này. Để móc tiếp cánh hoa thứ tư, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ tư và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào chân thứ tư và lấy cho mình 3 lần len. Sau khi các bạn lấy xong 3 lần len, các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua tất cả các vòng dây ở trên kim. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào chân thứ tư và móc cho mình một mũi dời. Những cái đoạn len thừa này, bây giờ các bạn có thể dùng kéo để cắt chúng đi. Tiếp tục, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cánh hoa thứ năm. Các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ năm và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2.
Sau đó ở chân thứ 5 này các bạn sẽ kéo cho mình 3 lần len. Sau khi các bạn đã lấy xong 3 lần len, các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây và kéo len hết qua. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào cùng một cái chân thứ 5 này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc cánh hoa thứ 6 cũng là cánh hoa cuối cùng, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ 6 này và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó các bạn lại đâm kim vào chân thứ 6 này và lấy cho mình 3 lần len. Sau khi các bạn đã lấy xong 3 lần len, các bạn sẽ lấy cho mình một vòng dây và kéo lên hết qua. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1, 2. Rồi các bạn lại đâm kim vào cùng một chân thứ 6 và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên. Cái chân đầu tiên của cánh hoa đầu tiên á, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời nữa. Sau đó các bạn sẽ kéo cái len này dài ra và mình sẽ cắt len này tại đây. Cái bông hoa của mình nó có một cái lỗ ở đây là tại vì lúc nãy mình kéo cái sợi len của cái vòng tròn ma thuật nó không có được chặt lắm á. Nếu như mà các bạn bị hở lỗ như thế này thì ban đầu á thì các bạn sẽ kéo cái sợi len của cái vòng tròn ma thuật này thật là chặt ha. Rồi, bây giờ cái sợi len thừa này các bạn sẽ dùng kim khâu len và các bạn sẽ luồn cái đoạn len này qua cái kim. Sau đó các bạn sẽ giấu cái đoạn len thừa này đi cho mình. Các bạn có thể cắt cái đoạn len thừa này đi. Rồi, tiếp theo đó thì các bạn sẽ dùng cái tay mình sẽ đẩy cái phần sau để cái cánh hoa nó được đẩy lên này, nó nhô lên, nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ dùng tay để mình đẩy từ dưới lên. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một cái bông hoa như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 3 bông hoa. Ở đây nè, cái nhụy hoa nó không có cái lỗ là tại vì mình kéo siết tay lại nè. Còn cái này các bạn móc mà các bạn kéo cái sợi len của cái vòng tròn ma thuật không có chặt thì nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 cái bông hoa như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kẹp mỏ vịt như thế này. Ở cái kẹp mỏ vịt này mình chuẩn bị là có kích thước là khoảng 5,5 cm. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn làm cái kẹp nó kiểu nó chắc chắn hơn thì các bạn nên mua cái loại 6 cm nha, hoặc là hơn 6 cm một tí xíu. Ở đây thì cái loại 5,5 cm mình sử dụng nó hơi nhỏ. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ lấy cho mình kim nến và các bạn sẽ dán cái bông hoa, một cái bông hoa này vào giữa cái phần kẹp. Mình sẽ dán kim nến. Tiếp tục các bạn sẽ dán cái bông hoa này ở phần rìa này, phần rìa kẹp. Cái bông hoa đầu tiên này nè,
Thay vì các bạn dán keo nến vào bông hoa thì các bạn cũng có thể dán keo nến ở cái phần giữa kẹp á, cho nó khỏi bị dư dư keo nến. Mình sẽ dán ở đây nữa để mình đính cái bông hoa thứ ba vào. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái kẹp như thế này. Hy vọng thông qua những gì mình hướng dẫn, các bạn có thể thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.